Chào tất cả các bạn đã trở lại với Minecraft sinh tồn phiên bản 1.14. Ở tập trước mình đã tìm được một cây đinh ba và ở tập này mình sẽ xây dựng một chỗ farm dân làng các bạn. Và ở phiên bản mình mới cập nhật lên phiên bản mới, nó đã chỉnh sửa cái khối lửa trại này các bạn. Nó ở trên nó có gỗ luôn. Ok. Và nó còn có cái một công thức mới nữa. Bây giờ mình sẽ chế tạo cho các bạn xem nha. Trước tiên là cần cái hàng rào các bạn. Đây, mình có hàng rào nè. Đấy, mình chỉ biết nó mới được thêm vào thôi, nhưng mà mình chưa biết công dụng của nó là để làm gì hết đấy. Đây, mình đặt ra thử nha. Cái lốc này khá bự luôn các bạn. Các bạn nào biết công dụng của cái này thì nhớ comment chỉ mình nha. Chứ hiện giờ thì mình không biết công dụng của nó dùng để làm gì luôn ấy. Ok, đặt đây đi. Các bạn nào biết nhớ chỉ mình nha. Ok, còn mình vừa dọn khu kia các bạn. Giờ quan bển xây cái khung cho mấy thằng dân làng vô ở thôi. Để mình coi mình còn cát không nha. Mình sẽ nung lấy cát để nung lên kiến nha các bạn. Ok, giờ lấy ít cát luôn. Đấy, nấu cát lên. Giờ quan bển xây trước rồi. Đấy, mình không biết cái cách này có hoạt động ở phiên bản thử nghiệm không. Mình hy vọng nó sẽ hoạt động tốt ở phiên bản thử nghiệm. Ok, giờ mình cho khu này rộng rãi ra tí đi. Đấy, trụ trước nè. Ở đây mình sẽ làm cái ruộng chính nhân chính nha các bạn. Làm một lốc ở đây, một lốc ở đây nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Đủ đấy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ok, đặt vào thôi. Đấy, trời cũng tối các bạn, quay về ngủ thôi. Đấy, rồi, bên trong này là cái ruộng, là một cây cuốc các bạn. Một cuốc gỗ thôi, chắc hai cây mới đủ. Để cuốc ra. Ở chính giữa này mình sẽ đặt một số nước nè. Để coi mình canh có đúng không nè. 1, 2, 3, 4. Hình như đây có đúng rồi. À, rồi, giờ cuốc ra thôi. Ok, mình đã cuốc xong rồi. Giờ mình sẽ kéo lên thôi. À, kéo lên 3 lốc các bạn. 3 lốc thì sẽ an toàn hơn. Đấy. À, mình định dùng gỗ gừng nhưng mà mình thấy cái gỗ gừng thì không đẹp cho lắm các bạn. Ok, giờ mình cạo vỏ nó nè. Đấy. Ok, giờ đào một đường để lót đá vào thôi. Sẽ đổi ra thành đá đánh bóng rồi. Nên mình sẽ mở rộng từ từ khu này ra các bạn. Đó. Giờ mình sẽ dèm bánh lấy kính nha. Mình ăn cái đó, đói rồi. Sắp tới mình sẽ xây dựng ở phía này nè. Hãy xây dựng xung quanh cái chỗ mình, cái hồ này luôn. Đặt hết rồi. Ok, giờ mình sẽ lấy thêm một ít kính nữa. Như đây không đủ rồi. Sẵn tiện lấy thêm một ít cà rốt hay khoai tây đi các bạn, để cho mấy thằng dân làng nó thu hoạch rồi nó dục cho nhau ấy. Khi đó nó hiện trái tim lên là mình sẽ có một con dân làng con. Còn thiếu một cục nữa. Đấy. Okay, mình lấy một ít nông sản luôn. Mình chắc mình sẽ dùng cà rốt các bạn. À, có năm mấy cục rồi. Năm mấy cục chắc không đủ đâu. Phải hơn một stack mới đủ rồi. Không sao. Tạm thời là như vậy đi.
Giờ mình sẽ trồng trước một ít cà rốt vào các bạn. Đấy, phiên bản mới này nó thay đổi chủ yếu là về cái hiệu ứng âm thanh các bạn. Khi mở mấy cái thùng gỗ cũng như là khi trồng lúa này, trồng mấy cái củ cà rốt này, nó có cái hiệu ứng âm thanh khác các bạn. Lúc trước thì không có nha, nó chỉ mới thêm vào đây thôi. Rồi mình sẽ làm một cái phiến ra, cái phiến gỗ này đi. Đấy, đặt vô đây. Okay. Rồi giờ về làm đường ray đang dẫn mấy em nhà qua đây thôi. À, mình còn quên làm cái xe nữa. Đã có cái xe mới chở được mấy nó các bạn. Rồi, còn sắt nè. Đấy, được một cái xe. Ok. Giờ đưa nó ra thiền thôi. Mình sẽ bắt thằng nông dân ra trước rồi. Đi đường này đi. Đấy, đặt một cái thuyền qua. Lấy cái thuyền. Cái phiên bản mới này nó mới fit rất là nhiều đó các bạn. Nên chơi sẽ đỡ ức chế hơn. Biết sợ. Ok, thằng này ra trước không? Đập cái này ra. Để mình đặt vô trong luôn các bạn. Đấy, nó đi rồi đấy. Đi đi. À, đẩy nó luôn các bạn. Rồi, xuống xuống. Ủa, nó không chịu lên xuồng hả? Đấy, được rồi đấy. Rồi, mình đèo nó bằng bánh thôi các bạn. Ok, giờ đưa nó vô trong. Rồi bên đây không được, nó đưa bên kia không được. Giờ mình sẽ làm cái đường ray đi lên. Đấy, tạm thời đặt đây lắp nè. Như vậy nó mới không đi ra được các bạn. Ô, mình phải làm thêm kính các bạn. Dám thôi, nó trèo tường nó đi ra đấy. Đấy, lấy thêm kính thôi. Đấy, đủ rồi nè. Ok, tiếp tục thôi. Đấy, rồi đặt kính ra. Để cho nó đừng có trèo ra các bạn. Đấy, mình ok đấy. Đặt cái đường dây. Cục. Mà hình như mình quên đem cái xe mỏ nữa. Quên đủ thứ gì. Sẵn đây có còn sắt nè. Làm thêm một cái xe nữa đi. U xe để trong đây luôn chứ. Lên lên. Lên lên. Lên lên. Đó. Đi lên, cố lên. Kiểu như xe này chạy không đủ lực các bạn. Đây mình phải đẩy thêm. Đấy, vô trong rồi đấy. Rồi đi xuống đi. Rồi, ok mình đựng thằng này à. Giờ đi về ngủ thôi các bạn. Mình không có đem đuốc nữa. Về giết gì giết không thôi. Mấy con zombie nó spawn ra thì khổ nữa. Rồi, cho nó đi ra ngoài đi các bạn. Mình làm đường để bắt cái thằng cuối cùng đi. Thằng này là thằng đằng chả có thích sự hết. Không trao đổi được luôn chứ. Kệ đi, có đỡ không thôi. Thằng đó mình chỉ để cho nó đứng ở trên thôi. À, lên xuống. Đi nhanh. À, đây, đi thẳng. Đó. À, đẩy nó lên kia qua. Ok, ổn rồi đấy. Rồi lấy cái xẻng đào ra thôi. Ok, sẽ đặt hết vô đây đi. Đấy, quên hết rồi đấy. Rồi giờ mình sẽ dọn cái này trước ra. Thằng kia mình sẽ cho nó đứng ở trên các bạn. Ở trên cao này nè, cách ở dưới 5 block. Bây giờ mình sẽ làm một cái đường trước ra.
Cái này là 3 rồi phải không? 4 nè, 5. Ok, giờ mình sẽ làm một cái sàn bằng đá này đi. Đấy, ngay chính giữa này luôn. Sàn 6 x 6. Ủa 9 x 9 chứ. Không ta. 9 x 9. Ra mỗi ô bên đây đang mình lót ra thêm đó các bạn. Nó rộng gì là được rồi đấy. Ở đây mình sẽ đặt ba cái cửa nè. Chuẩn rồi. Gỗ sồi chưa. Được hết luôn. Giờ mình sẽ về nấu thêm một ít cát nè. Đây là cái đường đi lên nha. Mình phải cái đường làm cái đường ray mà đường ray siêu tốc gì các bạn. Đường ray có dựng vàng á. Ok, giờ về làm luôn thôi. Ui trời trời trời. Rồi đặt cái thèn xuống. Rồi lên thèn đi. Không lên bờ, lên thèn. Rồi ăn bánh thôi. Nên mình sẽ làm một cái cầu thang đất lên các bạn. Được không nhỉ? Ở đây chắc phải để gì thôi. À, gì là ổn rồi đấy. À, ở đây hai cái luôn nè. Cắm đúc rồi. Ở đây là phải cầu thang bình thường các bạn, nó mới bo cua được nha. Qua đây thì nó dùng đường dây siêu tốc hết. Đặt đường dây thường lên. Ở đây không được nữa. Phải ra thêm một ô các bạn. Đó, như vậy mới được nè. Đó. Mình cắm đúc lên thôi. Cắm ở đây thì lại không sáng. Cắm ở đây thì sao? Đó, sáng rồi đấy. Đặt xong nổi vô. Lên leo lên leo lên ngược đường thiếu cái đường dây nè. Đi đi một phát không các bạn. Bây giờ mình sẽ bích lên luôn. Đó, cho nó ăn chậm đi luôn. Chứ mình phải chế tạo cái cửa đó, đặt trên đó 6 cái cửa nha. 6 cái cửa như đây là đủ nè. Đó, đặt sát cái cửa vô. 1, 2, 3. Ôi trời. Mình bích cái này trước ra. Ô trời. Ở đây rồi, 1, 2, 3. Đặt ở đây vậy. Đó, xong rồi, mình đi ra. Chưa, để mình làm một ít gỗ nè. À. Mình sẽ làm một ít cái cầu thang đấy, cái nhiều khi mình lên mình thăm nó các bạn. Cầu thang vậy không. Đặt ngay chính giữa đi. À. Mình sẽ cắm đuốc ở trên này mà mình không có đuốc nữa. Tạm thời là vậy đi các bạn. Giờ mình dọn đường ray đi. Ok, giờ mình sẽ lấy thêm một ít cái lúa rồi để mình đổi với thằng nông dân ấy để cho nó mau đẻ hơn. Ok, giờ lấy kính vào thôi. Kính rồi. Mình quên mình lấy đuốc nữa. Mình đuốc bằng bánh cắn rồi. Đuốc hình như mình để ở đâu ta. Đuốc đây, bằng bánh cắn các bạn. Không thôi mấy quái nó spawn kinh lắm.
Đấy. Cắm đút vào. Cắm đây nhiều nhiều vô. Tại mấy con zombie nó cứ me me mấy thằng dân làng thôi. Cắm lên. Cắm. Đấy. Càng nhiều càng tốt rồi. À, ở đây cho chắc đủ sáng rồi. Cắm xung quanh đây thôi. Đấy, thằng ở trên nó mở cửa đấy. Giờ đặt kính lên trên đây thôi. Đó, cắm đuốc ở đây nữa. Bốn góc. Ồ, cắm trên kính được luôn. Đặt cái này ra. Này, sạch sẽ. Ui dạ. Đó, như vậy là hoàn thành rồi các bạn. Rồi mình sẽ thiết kế cái đường để đi vô. Chắc mình phải làm một cái cửa sắt quá. Ok, mình làm một cái cửa sắt luôn các bạn. Mình sẽ làm cái trụ thêm. Đấy, cái cửa sắt để ở mặt tiền luôn. Đây một cái trụ nè. Đấy, rồi cạo vỏ ra. Phải đặt nhanh nha. Đấy, làm một cái nút luôn. Nút bấm vào đây. Nút bấm. Được cái này ra đi. Đấy, một ngay. Mình sẽ làm thêm nè. Làm thêm một cái nút nữa các bạn. Đấy. Rồi mình vô mình cuốc cái này lên. Ok. Chồng cà gót rồi. Chồng hết luôn các bạn. Ở đây chắc mình sẽ đặt một cái đá phát sáng quá. Ngay dưới đít mình luôn nè. Trước tiên mình chay với nó cái đó các bạn. Được thành tựu rồi đấy. Đó, nên mà mỗi lần trao đổi cái nó sẽ lên cái này cái quy hiệu các bạn. Giờ đang là sắt nè, mình sẽ đổi một cái nữa nè. Rồi đổi cái tay. Okay, đổi lúa nữa đi, tại mình nhiều lúa mà. Ô nó không cho đổi nữa các bạn. Giờ đổi cái khác. Mình dùng một xương mình đổi cà để cà gót nó lớn lên nè. Mình sẽ đổi với nó cà gót. Như là 15 củ rồi các bạn. Ok, 15 củ thì ok luôn. Đấy. Cho nó có reset chưa. Đổi bánh bí ngô nè. Thằng này thì đổi than. Chắc mình về mình lấy than luôn á. Giờ dục cái gì đấy. Đi ra thôi các bạn. Ở trên đây chắc mình sẽ lắp kính hay sao ta. Mà trước tiên về lấy một cục đá phát sáng cái sẵn đó ngủ luôn. Trời có xui à. Lấy một ít thôi. Cắt mấy thứ bên trong trong rồi nè. Ok, tiếp tục. Tạm thời mình để yên nguyên đi. Nếu mình rảnh mình sẽ trang trí nó lại sao. Vì vậy cũng khá ổn rồi các bạn. Đổi hết ra thang nè. Đổi thằng này. Để cho nó lên cho nó được gì hơn các bạn. Đấy các bạn để ý nha. Đó nó lên sắt rồi đấy. Đổi giáp nè. 9 cục sắt. Rồi 9 cục sắt dễ nè. Mình giờ mình sẽ lấy sắt nè. Đấy, tập này chủ yếu mình xây dựng cái chỗ phân ngân hàng với trao đổi với nó thôi. Để coi hay không lại gần nó kìa. Tìm đi. Chưa tìm hả? Để đổi với nó tiếp. Đây, đổi hết cái xác.
Để vô một cục coi. Đấy, nó lên vàng rồi nè. Nó đổi giáp kim cương rồi các bạn. Ồ, ngon lắm. Đây, trồng thêm cho nó ăn luôn các bạn. Đấy, mình không biết khi nào nó mới đẻ thôi. Bây giờ mình nó sẽ mau đẻ. Đây, mình trang trí thêm. Trời đấy. Trời đấy, mình thử mình leo lên trên kia coi. Mình có đặt được cái khối mình đặt ra thì nó mất cái cửa rồi. Khó nha, khó nha. Mình chặn cái này trước đây. Chặn cái này ra. Rồi mình sẽ chỉnh sửa ở đây một chút các bạn. Để trên đây nó cũng có ánh sáng luôn. Như trung tâm đó. Chà. Rồi, đặt cửa lại cho nó. Đi ra thôi. Rồi, ở đây vui vẻ nha. Bye. Bye bye. Rồi, giờ mình đi xuống. Hy vọng hệ thống này sẽ hoạt động các bạn. Đấy, nó cứ nhìn nhìn không mà không biết khi nào nó mới đẻ nữa. Và mình thấy nhiều YouTuber họ sử dụng cái máy farm kiểu này nè. Mình không biết nó có hoạt động ở bản thử nghiệm hay không thôi. Chưa đâu, mình thử mình bón lúa lên coi thằng nông dân nó có đi thu hoạch không nha. Bón lên cho nó bự hết đi. Coi thằng kia nó đi có đi thu hoạch không. Rồi hết rồi. Đấy, đây nó thu hoạch đó các bạn. Đấy, nó trồng nó luôn kìa. Đấy, khi nào con này nó full slot là nó sẽ giục đồ cho con kia. Con kia thích quá mới nên hiện trái tim với con này. Vậy là hai con đẻ ra ra con nhân làng con thôi. Đấy. Chậm lại. Đó. Ok phép đấy. Thì mình sẽ chắc để gì tự nhiên gì luôn các bạn. Mình sẽ trang trí trên. Thì nếu mình có nhiều, khi nào mình có nhiều nhiều kính này, mình sẽ ấp kính ở trên luôn. Còn bây giờ thì không đâu. Đây nè. Ok phép các bạn. Bây giờ mình sẽ xuống chỗ farm skeleton của mình để mình lấy ít xương cũng như là sửa cây đinh ba của mình lại các bạn. Ở tập trước mình có đi kiếm được cây đinh ba rồi nhưng mà nó bị lỗi ấy. Mình ép dòng làm trung thành nhưng mà nó không giật lại, nhưng mà bây giờ nó đã fit rồi. Mình cũng rất là thoải mái. Rồi mình sẽ lấy thêm xương rồi. Về để bón cho mấy cái cà rốt nó mau lớn các bạn. Đấy, giờ mình sẽ AFK ở đây để sửa cây pin ba lại thôi. Ok, như vậy là mình đã sửa xong cây pin ba rồi. Giờ mình sẽ đi lên để trao đổi với thằng dân làng thêm một lần nữa nha các bạn. Đấy. Cái đinh ba này sửa rất là nhanh luôn. Ở phần này chắc mình sẽ dùng đinh ba để làm vũ khí chính nha các bạn. Mình sẽ cố gắng farm được dân làng đi. Mình sẽ kiếm cuốn sách mà thở dưới nước cũng như là bơi nhanh dưới nước rồi. Đấy, khi đấy mình sẽ khám phá đại dương. Tại vì có cây đinh ba này khám phá đại dương rất là đã rồi. Okay, giờ mình sẽ quan bển để trao đổi với dân làng lần nữa nè. Còn lúc AK mình sẽ bón hết lên cho thằng dân làng nó tự thu hoạch. Okay, giờ trao đổi với nó nè. Đấy, để cho nó nâng cấp các bạn. Đó, giờ nó lên kênh vàng rồi đấy. Em mừng gồm đổ táo dưa hấu nữa nè, nó đổi rất là nhiều luôn các bạn.
Ồ, kim cương mà nó MG hơi lỗ một tí. Không sao đâu. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem tập này nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Bye bye.